nhổ lông nghe nè mày. Ông anh mình đang nhổ lông quá trời còn bự bự không à. Chết mẹ nhiễm nước. Trời mưa mới mới tạnh mưa xuống con. Rồi. Tiếp tục sang. Cái gì vậy? Cái tay. 1, 2, 3. Tao một con này. Gà đây, nó chết hết rồi. Được đi, gượt đi Hiếu ơi. Đẩy nó. Ui mẹ giữa lội xuất ra khỏi cỏ này nó chết nè. Đó, lội tới đi em. Tới tí này mèo. Ở đây gì đây nó em được em thấy đầu không? Thấy đầu không? Hả? Đụ má nhắn cái đầu gì đây hả? Dạ. Sao nó nhét nè. Phát đá. Đụ má. Mở đã, ruột. Lẹ đi. Lẹ lại đi anh. Vô đi anh. Vô đủ mẹ nó. Để anh tình hình này mà hết đạn không nổi mẹ. Rồi. Vô mấy gì hắn đâu. Đi. Giỡn không? Nói rồi đủ mẹ. Ở đâu cũng chết hết chứ. Nổi rồi. Must be a
Quả đồ gì lắm bồ ơi. Còn ngày rớt đây anh em ơi. Mình lụm. Cò bự luôn đó. Ê, sửa sửa còn ngồi lại. Sao nó nhổ cộng lông mà đưa ra đó anh hẳn. Thảy lên đây, thảy con cỏ lên em ơi. Quá khủng khiếp anh em ơi. Cò bự. Giang cánh ra bữa, giang cánh ra bữa. Che mặt rồi. Ồ, má quá bự. Rồi, ok nè. Rồi. Vô. Con đi đây qua. Lụm em ký gử nữa. Mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Má nó xuống bên đây nè, em thấy nó bắn chúng đâu không biết. Đúng rồi. Em nào sẽ đi lụm. Em nào sẽ đi lụm. Gục cả. Không không. Đừng đứng anh hai cho coi nó làm còi luôn anh hai. Nha. Xuống cái kiểu gì kỳ vậy con chó. Xuống kiểu kỳ. Tổng. Bắn con này. Từ. Rồi con xuống không? Con xuống không nè. Nhìn
đấy, hỏi à, có đấy, tại đây nào. Hai con cờ ngàn nha anh em. Máy quay hết pin này không quay được. Thêm hai con mà này là mồi nữa. Đây một con. Ở đó đi một con. À, bự kinh khủng. It takes me down.